Chúng mình cùng tiếp tục đến với cặp âm tiếp theo nhé. Trước tiên, các em hãy quan sát hai đoàn tàu này nào. Đoàn tàu số 1 là đoàn tàu âm giờ. Đoàn tàu số 2 là đoàn tàu âm đờ. Các em hãy đọc tên các vật ở hai đoàn tàu này cho cô nào. Thưa cô, đoàn tàu âm giờ có quả dưa, con dế, con dê. Đoàn tàu âm đờ có quả đu đủ, quả đào và quả đỗ ạ. Các em rất giỏi, các em đọc đúng rồi đấy. Bây giờ hãy cùng quan sát hai bức tranh này nào. Ở bên này cô có hình những hạt đỗ đỏ, còn bên này là những đồ vật bằng da. Các em nghe cô đọc nhé. Đỗ đỏ, đồ da. Trong tiếng da có âm giờ, trong tiếng đỗ có âm đờ và dấu ngã. Đây chính là nội dung mà các em sẽ được học ngay sau đây đấy. Tiếng da gồm hai âm ghép lại. Âm giờ đứng trước, âm A đứng sau. Các em hãy đọc âm mới cùng cô nào. Giờ, giờ, giờ. Âm giờ là một âm khó đọc. Các em hãy đọc lại với cô một lần nữa nhé. Giờ, giờ, giờ. Giờ, giờ, giờ. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các em đánh vần và đọc trơn tiếng ra. Các em hãy cùng lắng nghe cô đọc mẫu một lần nhé. Giờ, a, ra, ra. Giờ, a, ra, ra. Bây giờ đến lượt các em rồi, hãy đọc to lên nào. Giờ, a, ra, ra. Giờ, a, ra, ra. Bây giờ cô muốn các em hãy sử dụng bộ thẻ chữ của mình và ghép cho cô tiếng ra nào. Ở đây, cô cũng đã ghép được tiếng ra. Các em có làm giống cô không nào? Cô vừa hướng dẫn các em cách đọc âm giờ. Thế còn âm đờ thì sao nhỉ? Các em biết không? Trong 7 nốt nhạc cơ bản, cô biết tên một nốt nhạc có chứa âm đờ đấy. Có bạn nào đoán được không? Chúng mình hãy cùng lắng nghe câu chuyện của bạn Dâu Tây và bạn Tranh để biết thêm nhé. Này, Dâu Tây ơi, cậu có thích cái thắt lưng của tớ không? Có chứ, có chứ. Thế thì, trước một trò chơi, nếu cậu làm theo lời tớ, tớ sẽ cho cậu cái thắt lưng này. Đồng ý, chơi luôn. Đồ, 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 đồ. Dễ thế này mà cậu cũng đố á, tớ làm được ngay. Các bạn ơi, bắt đầu thôi. Đồ, 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 đồ. Rồi, khó hơn đây, được gì chứ, ra đây khó là nghe của tớ rồi. Đồ. Dâu Tây và Tranh vừa đố nhau một thử thách liên quan đến nốt nhạc nào vậy các em? Thưa cô, nốt đồ ạ. Đúng rồi, nốt đồ là nốt nhạc đầu tiên trong 7 nốt nhạc cơ bản. Nốt đồ ở dòng kẻ phụ trong khuôn nhạc đấy. Trong tiếng đồ chứa âm ô và thanh huyền các em đã được học. Còn âm đờ, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé. Bây giờ hãy cùng quan sát hai bức tranh này nào. Ở bên này, cô có hình những hạt đỗ đỏ. Còn bên này là những đồ vật bằng da. Tiếng đỗ gồm hai âm ghép lại. Âm đờ đứng trước, âm ô đứng sau. Thanh ngã đặt trên đầu âm ô. Các em hãy cùng cô đọc âm mới nào. Đờ,
Đờ, đờ. Đờ, đờ, đờ. Tốt lắm. Bây giờ các em hãy cùng lắng nghe cô đánh vần và đọc trơn tiếng đỗ nhé. Đờ, ô, đô, ngã, đỗ, đỗ. Hãy cùng nghe một lần nữa nhé. Đờ, ô, đô, ngã, đỗ, đỗ. Bây giờ đến lượt các em rồi. Hãy đọc to lên cho cô nghe nào. Đờ, ô, đô, ngã, đỗ, đỗ. Đờ, ô, đô, ngã, đỗ, đỗ. Cô vừa phân tích tiếng đỗ. Các em hãy sử dụng bộ thẻ chữ của mình ghép cho cô tiếng đỗ nhé. Đỗ. Các em giỏi lắm. Cô cũng đã ghép được chữ đỗ giống như các em rồi đấy. Các em hãy quan sát cô viết mẫu, sau đó hãy viết vào bảng con và vở của mình nhé. Bây giờ các em hãy cùng mở vở và viết vào vở ô ly của mình nhé. Bây giờ, các em hãy cùng mở vở và viết vào vở ô ly của mình nhé. Vậy là chúng ta đã được tìm hiểu các âm mới ô, ơ, giờ, đờ và hai dấu thanh hỏi, ngã. Cô và các em sẽ cùng luyện tập thêm nhé. Bây giờ cô có một số hình ảnh sau đây. Các em hãy cùng đọc to lên nào. Đa, đò, đỗ, đổ, dỡ, đá, cây đa, đa, con đò, đò, chị dỗ em, dỗ, cây đổ, 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 dỡ, dỡ hàng, dỡ, tảng đá, đá, dỡ. Ở phần tiếp theo của bài học hôm nay, cô và các em sẽ cùng luyện tập đọc câu đơn giản nhé. Cô sẽ đọc mẫu một lần. Các em hãy cùng lắng nghe cô nào. Bố dỡ đồ. Bố dỡ đồ. Bây giờ các em hãy cùng đọc theo cô nào. Bố dỡ đồ. Tốt lắm.
Chúng mình hãy cùng đến với câu thứ hai. Các em nghe cô đọc mẫu nhé. Đô có cá cờ. Đô có cá cờ. Bây giờ các em hãy cùng đọc theo cô nhé. Đô có cá cờ. Hôm nay các em đã làm rất tốt. Cô cho mình hãy cùng thư giãn bằng một trò chơi nhé. Ở trò chơi này, các em hãy thử tưởng tượng mình đang được đi thăm vườn thú. Các em sẽ được đến tham quan một số khu vực của các loài thú. Các em hãy cùng đọc to và phân biệt tên của những loài vật có dấu hỏi và tên những loài vật chứa dấu ngã nhé. Thưa cô, tên các con vật có dấu hỏi là con khỉ, con thỏ và con hổ ạ. Tên các con vật có dấu ngã là con ngỗng và con bò sữa. Hoan hô, chính xác rồi đấy. Các em có ra đáp án giống bạn không? Cô nhắc lại nhé. Tên các loài vật có dấu hỏi là khỉ, thỏ, hổ. Còn ngỗng và bò sữa là tên loài vật chứa dấu ngã đấy. Các em làm tốt lắm. Cô khen tất cả các em. Cảm ơn các em đã theo dõi chương trình. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em.